Việc sửa đổi đạo luật về quyền dịch vụ kỹ thuật số cho phép ứng dụng EDOCLID sẽ được sử dụng thay thế cho thẻ ID vật lý trên khắp quốc gia Trung Âu. Điều này có nghĩa là mọi người sẽ không còn phải mang theo thẻ đi khắp nơi nữa. ID kỹ thuật số lần đầu tiên sẽ được khu vực công áp dụng và các đơn vị tư nhân dự kiến sẽ tham gia ứng dụng sau một năm, kể từ ngày 1 tháng 1 2025. Dự án được cho là đã tiêu tốn 22 triệu đô la Mỹ. Theo Phó Thủ tướng phụ trách số hóa Ivan Bartos, một chiếc điện thoại di động là đủ để chứng minh danh tính của mỗi công dân Séc. Ứng dụng mới do Cơ quan Thông tin và Kỹ thuật số DIA phối hợp với Cơ quan Công nghệ Thông tin và Truyền thông Quốc gia phát triển, không chỉ hiển thị hình ảnh của tài liệu, ứng dụng EDOCLID cung cấp giải pháp cho các tài liệu điện tử thực và sẽ tương thích với ví nhận dạng kỹ thuật số châu Âu EUDI sắp ra mắt. EDOCLID không phải là ứng dụng đầu tiên được quốc gia này đề xuất để giải quyết nhu cầu về ID kỹ thuật số của mình. Một giải pháp tương tự có tên là ứng dụng di động EDOCLADOVKA đã được đề xuất bởi cơ quan chứng khoán nhà nước. Tuy nhiên, dự án đã bị hủy bỏ sau khi nhận được sự thiếu quan tâm từ chính phủ và các vấn đề pháp luật.